Xin chào mọi người, nếu ai còn chưa đăng ký kênh hãy bấm vào nút đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất mình chia sẻ lên kênh. Và trong video này mình chia sẻ mọi người một cái dự án rất là ngon. Thì đây là cái dự án nhận cái đồng token TU và hiện nay nó đang cho một cái chương trình airdrop và nhận về cái đồng token TU này trong vòng từ 24 giờ đến 48 giờ nhé. Sau khi mọi người làm xong cái nhiệm vụ trên bot thì nó sẽ trả về ví ngay cho mọi người. Và hiện nay cái đồng token này thì nó đã được list ở trên Bucoin và trên Pancake, nhưng mà nó vẫn chưa mở khóa thanh khoản, và sau này thì nó sẽ mở khóa thanh khoản để mọi người có thể giao dịch và swap nhé. Thì hiện nay là cái giá ở trên Bucoin cũng như trên Pancake thì nó cũng không được cao lắm, nhưng mà dù sao cũng là kèo miễn phí nên mọi người tranh thủ làm nhé, khi chương trình nó vẫn còn. Rồi ok, để tham gia vào cái dự án này thì mọi người sẽ bấm vào cái đường link dưới phần mô tả cho mình. Sau đó thì nó sẽ xuất hiện một cái giao diện của con bot này, thì mọi người sẽ bấm vào join cho mình nhé. Rồi ở đây thì mọi người sẽ bấm vào cái dòng TU airdrop bot này cho mình. Nhiệm vụ thì rất là đơn giản và mọi người sẽ bấm chọn start này. Rồi thì cái nhiệm vụ đơn giản là nó chỉ cần là dán cái địa chỉ ví BSC của mọi người vào đây thôi. Rồi ok, mình sẽ lấy địa chỉ ví ở trong Trust Wallet. Rồi mọi người chọn Smart Chain và sao chép địa chỉ ví cho mình. Và sau đó quay trở lại bot và dán cái địa chỉ vào đây. Ok, gửi cho nó. Rồi, như vậy là mình đã hoàn thành nhé. Thì cái này thì nó có nói là mọi người sẽ theo dõi cái kết quả may mắn vào mỗi 20 giờ CST. Không biết giờ CST là giờ gì, mình chưa rõ lắm. Thì cái đồng token này nó sẽ trả ngẫu nhiên nhé, có người được nhiều, có người được ít, chứ không cố định là ai được bao nhiêu và cũng không cố định là nó sẽ trả bao nhiêu. Ai may mắn trả được nhiều và ai ít may mắn thì sẽ được nhận được ít, và ai cũng nhận được nhé. Nó sẽ trả trong vòng từ 24 giờ đến 48 giờ. Rồi, tiếp theo thì mọi người sẽ quay trở lại bot. Quay trở lại con bot ban đầu này. Đó, thì ở đây thì mọi người sẽ bấm vào cái chữ TU invite bot để lấy cái đường link chia sẻ nhé. Rồi, tiếp tục chọn Start. Và sau đó thì lại nhập lại cái địa chỉ BSC vừa rồi. Rồi, ok. Thì ở đây nó sẽ xuất hiện một cái đường link để chia sẻ nhé. Thì mọi người sẽ sao chép cái đường link đó để đi chia sẻ và nhận thêm những cái đồng token TU này nhé. Ok, đây là một cái dự án khá ngon nên mọi người đừng bỏ qua những cái dự án như thế này. Và xin cảm ơn mọi người đã theo dõi. Hẹn gặp lại mọi người những video tiếp theo.